찍고 있으면 되잖아. Xã Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Vâng. Có nuôi hai đứa con ăn học. Bây giờ một đứa thì đi học y, một đứa thì đi công an. Thế còn về tuổi à? Tuổi năm nay thì chồng thì Phương thì năm nay 45 tuổi. Vâng. Vợ thì 43 tuổi. Dạ vâng. Thế bác làm việc ở đây được bao nhiêu năm rồi? Năm nay thì gốc thì ở ngay đây nhưng mà trước ở dưới kia thì di dân lên đây thì được 10 năm rồi. Vâng. Di dân 2006 di dân lên đây khu tái định cư mới. Vâng. Thế quê bác ở đâu ạ? Quê ở thôn Xá Thị này. Dạ vâng. Thế bác hãy giới thiệu về bản về quê hương của bác. Quê hương của bác thì vâng. Thôn Xá Thị thì cũng chẳng có gì đặc sản nhưng mà có có mối lịch sử kỷ niệm thì có mối ngày xưa là có một anh hùng Hoàng Thế Cao cũng ở làng này đi bộ đội anh hùng. Còn đặc sản trên này thì cũng chỉ có gạo thôi, gạo ngô. Đặc sản đây là ngô làm rượu. Wow. Rượu ngô của Na Hàng đấy. Chẳng có gì. Thế từ trước đây đã có người nước ngoài nào đến đây chưa? Nước ngoài thì có thì cũng có nhưng vẫn thì chưa có, nhưng người đi lại thì nước ngoài thì vào đây nhiều, đi lại du lịch kiểu du lịch lòng hồ thủy điện Na Hàng ấy. Dạ vâng. Vâng, thế còn cái khu chợ này ạ, chợ từ tức là tất cả khu chợ này từ đây kéo dài thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Nghĩa thì đây thì cũng chỉ là khu di dân thôi, chẳng có dân cứ toàn đi làm nương làm ruộng hết. Chỉ có đây bây giờ có cái đập làm thủy điện này thì bà con cũng đi đánh bắt thủy hải sản, cá hết thì cũng coi là đặc sản. Ôi,